Cô Hậu nó bố bố về nhà nó bố bố cái gì cơ? Nó thích thôi chết rồi, thế nó lại hay nó lại phá phách cái gì đó. Quán không biết nữa cơ, nó bố bố về ngay ấy. Ôi thì chết rồi. Không biết làm cái trò gì. Này, này nó lại làm sao? Còn thế này thì bố thích quá làm gì nữa. Ôi nhá, thế này thì đúng là nhất con dài đấy. Gì đâu quá. Nhớ thế cảm ơn con dài nhá. Anh ơi, xin chào các bạn quay trở lại với channel Hậu Cáo nhá. Anh em ạ, thì là từ trước đến giờ mình mới lại cáo đệ chưa có một món quà gì gọi là đặc biệt để dành tặng cho bố mình. Đây là ngày hôm nay mình mới cáo đệ sẽ quyết định có một món quà rất đặc biệt anh em nhá. Đây là một món quà có thể giúp bố mình chữa bệnh đấy anh em ạ. Tại vì bố mình bị rất nhiều bệnh nên là mình mới cáo đệ sẽ quyết định là đi mua một cái món quà này nữa, cũng hơi đắt tiền một chút. Nhờ mình cũng tích góp một chút tiền rồi anh em ạ. Đây anh em ơi, đây là số tiền mình mới cáo đệ tích góp trong vòng khoảng tầm 3 tháng. Đây là hai anh em sẽ quyết định đi mua một món quà thật ý nghĩa đặc biệt. Món quà mình đã đặt hàng rồi. Thì là bây giờ thì sẽ đi nhận hàng anh em ạ. Thì mình muốn nhận hàng luôn ý, nên là mình phải đi. Tóm lại hôm nay đi nhận hàng, một món quà này có thể giúp bố mình chữa bệnh được. Món quà này ý nghĩa không? Từ trước giờ là tao mày chưa có một món quà gì ý nghĩa tặng cho bố. Nên là ngày hôm nay quyết định là chơi lớn luôn, tặng cho bố để chữa bệnh. Bố mình bị hen suyễn anh em ạ. Đây là một món quà gọi là từ trên hoang dã anh em nhá, từ trên rừng xuống ấy. Mình không đi săn bắt được nên mình phải đi mua, nhưng mà rượu này mình nghĩ nó sẽ tốt với bố mình, tại vì bố mình bị bệnh đó. Bây giờ thì hai anh em sẽ quyết định là đi mua rồi, lên đường rồi, đi rồi đó anh em ạ. Bây giờ là trong quá trình chuẩn bị đi, nhưng mà thời tiết mưa bão quá anh em ạ, đổ là chuối này, chuối bị đổ rồi. Đã cáo đệ lấy xe nữa và hai anh em là tiến đi mua món quà của mình rất là lặng, nên là phải nhờ cáo đệ đi cùng nữa. Lên đi à. Đây đây là khẩu trang. Bây giờ mình gọi cho shipper anh em nhá. Gọi mãi đâu nghe. Quay lại 10 mét ạ. Điện thoại hết tiền. Nhục như chó. Điện thoại hết tiền mẹ. Quay lại một đoạn nữa anh em nhá. Em bảo là ăn luôn. Nếu mà trung hậu. Nắm hàng thế này. Tính cả tiền ship đi. Dạ vâng. Hết 1,5 triệu anh em ạ. Có kiểm tra hàng. Xem ơi phải kiểm tra. Nhưng mà chắc là cái này là cho khách xem hàng không được thứ. Đây nha anh em ơi, đây chính là món quà mình tặng cho bố mình này anh em ơi. Trị giá là 1,5 triệu anh em nhá. Tí nữa về mình sẽ test cho anh em xem thôi. Hiện tại đang mưa anh em nhá, nhưng mà không sao. Hy vọng bố mình sẽ thích cái món quà này thôi anh em ơi. Cầm về cho bố đâu ơi. Cầm về cho bố rồi, đang mưa sắp bão rồi anh em ạ. Gió tắt người đâu đi. Đi ơi, hy vọng bố sẽ vui đúng đít. Lâu lắm mới có món quà tặng bố. Quấy đâu ơi. Vào đi ơi. Anh em ơi, mình về tới nhà đi anh em nhá. Rượu này, tiện là mua thêm ít táo nữa về ăn anh em ạ. Bây giờ thì tí mày ra mình gọi bố về xem phản ứng của bố như nào nhá. Hy vọng là bố sẽ thích món quà này đi. Cho bố bất ngờ luôn đúng không? Đúng rồi, hôm nay là cho bố mình bất ngờ luôn anh em ơi. Bố ơi, bố đang làm gì? Bố làm gì thì có bão rồi. Cô Hậu nó bố về nhà nó bố cái gì cơ? Nó thích thôi chết rồi, thế nó lại hay nó lại phá phách cái gì đó. Quán không biết nữa cơ, nó bố về ngay ấy. Ôi chết rồi. Không biết làm cái trò gì. Hay nó lại làm sao? Bố ơi, đây mua bố món quà. Nhiều đi cho bố xem này. Thế nay lại nó mua cho bố cái gì này? Mua quà, mua cái đào này. Hả? Mua đào. À thế. Đây là mua cho. Đang thì cấm là đi chơi với quà cái gì? Hôm nay mua bố quà mua. Cái gì này? Quà quà. Cái món của cái này bố sẽ thích. Con biết là bố sẽ thích. À thế. Đấy. Đây là mua tặng bố mình anh em ạ. Đây cái gì đấy? Rượu rượu. À, rượu đó. Rượu quý. À đây. Rượu bộ, nó bắt vào mất nhá. Bắt cho xem cái. Con là con thấy bố thích rượu, nên là con quyết định con mua rượu tặng bố luôn. Rượu gì, chứ còn đi có xem. Rượu ngâm, cái loại là trên rừng mới có. Con mua này bình này 5 lít, 1,5 triệu. Thôi. 1,5 triệu đấy. 1,5 triệu. Nhưng mà không có tiền thì sao mua 1,5 triệu thế này. Đấy, mua tiện là chữa bệnh cho bố được không? Cắt quá, mấy cái tí đi. Ui, nhưng vừa thế chứ làm gì mà đi. Cắt cái này. Rượu bốt nhiều chứ làm sao mà mua đắt cái này. Rồi đắt là phí là tiền nào chứ mà không có để dành chứ. Chứ mà có tiền nào có làm gì làm chứ mua.
mua cho bố này thì cái lúc đi làm thì có tiền. Không phải như rượu gì mà đắt cái này thì mua xem. Rượu ngâm mấy cái đồ mặt ở trên rừng. Ví phạm như cái bài đó không có tiền thì thôi đi mua một cái. Thôi, đây số tiền là bố đã đầy rượu rồi. Con tích tiền con mua rượu tặng bố. Thì bạn bố sẽ thích món quà này. Bố thích không ạ? Thích thì bố thích rồi nhưng mà rượu thì có nhiều rồi. Nhưng mà mua thì cái tốn sẵn này. Chúng ta có tiền đâu. Tiền năm thì chúng ta thì gọi là còn bé cho nên là mua cái xe cái pháo rồi mà đi. Mua cái xe máy này rất đi chứ làm gì rồi. Mẹ thì ông Tân này ông đóng rượu cái gì này mà đói hết rượu rồi. Ông đóng rượu gì mà tôi mà đói hết rượu rồi. Đóng được cái buộc chặt này rồi chứ. Mà giói sao này? Giói được ngập chứ, thời gian cũng được. Không. Có để kia nó cũng ra. Tôi ra xem. Mua cho bố tôi bình rượu quý mà ông để giói hết ra. Nghe ơi. Ông mua cho bố bình rượu này. Tiền rượu rưỡi kìa. Tích qua bao nhiêu tiền đấy? Tạnh tiền ra mua cái xe máy. Không 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 quý em. Cô đã dành tiền ra mua xe máy. Định mua cái xe máy nhưng mà không thôi, cứ định là mua cả cả hai công cơ giờ thanh niên sắp lấy vợ rồi đi đi xe đấy. Ôi bậy. Bố bậy bây giờ mua luôn. Tiết kiệm hơn mua lại hơn, tiết kiệm hơn. Em mua cái xe máy. Nhất con dài đấy. Thôi nhất dài không mua chứ. Thôi nhất. Sâu à, sâu à. Chặt thế nhỉ ông này, quay chặt thế mà vẫn giò nước ra. Nhìn được. Thôi được rồi. Sẵn thế này là người ta không đá được thôi. Thôi đi. Trông như... Trông như... 1,5 triệu không? Trông như con rung vậy. Không đừng cưa đấy ta, cứ đáy đi. Đáy đi, nó giống không đấy. Không có thử thử chén không? Vẹn thử chén vậy không? Cả phụ nữ hôn rồi mà. Trông như cây sâm vậy. Ông này quay cái này mà vẫn nhìn nó. Đây là chỗ này là 1,5 triệu mẹ. Con là con dành tiền bao lâu ấy? Con đang đít này, dành tiền. Dành tiền bao lâu rồi? Mua tặng một món quà thì ý nghĩa tặng cho bố. Chả đi tặng người ta cái gì? Tặng mẹ em lấy. Trước mới mua mẹ gạo. Mới mua mẹ gạo. Trêu thôi. Thôi để yên tâm bao giờ uống năm dùng. Chắc nó chưa đủ hoạt thời gian để uống. Không, mua là uống luôn. Thì ở đâu cũng có chứ là mình thì có. Cái loại là trên rừng. Tiện là test rượu cho anh em xem luôn. Này uống hết bình rượu cái anh vui. Nghe gì? Mua mẹ lên tàu à? Chặt rừng. Chặt đây. Tàu tiên. Nghe lại sát nhận vỡ tên rồi. Thấy một phần nút. Đây này. Nó có xéo. Test nữa. Còn cái này. Cái này người ta có lúc người ta làm gì đấy. Không hào sẽ lại. Đấy này cũng rùa. Đây là tiền là test cho anh em xem luôn là rượu như nào anh em nhé. Mua rượu tặng bố mình em ạ. Bố thử cháy. Cái thử lên luôn. Loại này cũng khổ lắm. Con biết bố bị bệnh là con biết là con mua bố lại luôn uống. Con thấy không? Năm lít mua 5 lít. Đây quay cho anh em xem rượu sâu chít này. Đục đục này. Bình này 5 lít 1,5 triệu anh em nhá. Đó. Đắt. Đây anh em nhìn rượu nữa này. Đó đẹp chưa? Công thì phải bắt được cần cái con sâu nó cũng phải. Đúng lắm, mỗi 100 ghế nó chỉ có một con này. Bố uống thử tí. Đây hàng trăm đứa con. Cảm ơn. Đấy rồi. Dễ uống. Chất lượng. Chất lượng, mẹ thử tiếp. Con thử xem. Mẹ là 5 chén. Không. Chắc độc rượu không thế thôi. Ừ. Rượu thuốc, rượu thuốc. Nhưng phải có thuốc. Nói anh một bữa uống tầm 2 chén. Uống say nặng lắm. Biết rồi, đây bố chỉ quay đấy tối uống tí thôi nhỉ. Uống tí. Không. Ra tiền này. Vừa uống tí mà lắm hết người lên. Bố. Anh em ạ, cái rượu lặng phết. Đó. Thì bố mình rất là thích. Ôi nhỉ. Bố mình đang uống thuốc anh em ơi. Đó. Thì lâu lắm mình cũng tặng quà này là tặng bố bình rượu luôn. Thì là con không có gì nhiều, con biếu bố bình rượu này. Thế nhưng mà thôi mua cho bố lần này thôi nhá. Còn lần này thôi thì chúng mày thì xe pháo rồi nó không ra cái gì thì tập trung tiền rồi đấy mua cái xe đấy mà hắn hoa đấy mà đi. Thôi con đi cái xe cúp đấy nhưng mà tặng bố quà lâu lắm thì con. Nặng chúng mày đã quá đâu. Lâu lắm thì con lần đít. Quá chúng mày thì mua cho bố. Lâu lắm thì con lần đít cũng chưa kiểu là chưa có một món quà gì vậy là nó. Bố thích không? Cái này thì bố thích rồi, thích nhưng mà nó đắt tiền mà tiền chúng ta không có. Tao bảo chúng ta làm ăn mà nó có tiền thì tuần hóa thì cứ bãi không có tiền. Ừ, tại vì ngày xưa giờ anh con anh đít là chưa có một món quà để tặng cho bố, vẫn là giá trị cả. Nên quyết định là tặng cho bố bình rượu này. Hy vọng là sẽ giúp bố chữa bệnh được.
Con biết là bố có bệnh nhưng là con mua bình rượu này uống thì điều độ thì nó sẽ chưa là bệnh. Chứ còn thế này thì bố thích quá làm gì nữa. Ôi, thế này thì đúng là nhất con dài đấy. Không gì đâu bố. Nó đã không có gì tặng bố, cứ định tặng rượu bố luôn. Rượu là bố. Mà trong rượu sâu sâu uống bố hết rồi. Mà này thì tốt rồi. Bố biết sâu chít rồi. Con này cũng biết. Hôm nay là bố định làm cho bố bất ngờ, không biết là bố bất ngờ không? Cái này thì bố bất ngờ rồi. Bố nó tưởng mày đi mày phá cái gì, ai biết được. Con phá đâu con... Này bố tưởng là rồi người ta đến người ta gọi nhà, ai biết được mày hôm nay mày đi mua cho bố bình rượu. Mua cái đào này, tí ăn đào. Thế, con phá gì đâu, con phá gì đâu. Con mua rượu tặng bố. Rồi anh cất bình rượu này bố. Bây giờ bố đã đây. Ở đây. Quý phải cất ngay. Rượu quý phải đá ngay gặm tủ anh ạ. Để ngâm mấy nó được uống. Ở trong đây bố mình vẫn còn một bình rượu nữa anh em nhé. Đó. Đấy, đây là rượu, cũng là rượu ngâm. Bố mình là có đặc điểm là thích uống rượu ngâm anh em ạ. Nên là mình sẽ mua rượu ngâm cho bố mình. Thế cảm ơn con dài nhá. Không có gì vợ. Đó anh em ơi, hôm nay là mình đã thực hiện một ước mơ của mình từ rất lâu rồi. Đó là mua một cái món quà gì là thật ý nghĩa và thật đặc biệt để tặng cho bố mình. Nhưng mà bố mình rất là thích anh em ạ. Đó, thì đây là một số tiền đối với mình nó khá là lớn. Nhưng mà không sao, mình đã mua cho bố mình, mua để cho bố mình chữa bệnh, tại vì bố mình bị bệnh hen. Mình cảm thấy gương mặt của bố mình lúc ấy rất là thích, nhưng mà loại này loại rượu này có thể chữa bệnh được anh em nhé. Thấy bố mình vui được. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hậu Cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye.